Hai đứa kia. Ơ, cái gì đó? Tụi bay đứng lại làm gì ạ? Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Chạy mày. Đứng lại mày. Khoan, khoan, khoan. Lại vô. Từ từ. Chạy lại đi. Đứng lại. Vô đây. Đâu? Thiệt không đó? Cậu thấy ai đâu? Ủa mày? Cậu thấy ai đâu? Đi kiếm tụi nó đi. Không là tụi mình ở tù cái đám bây giờ. Có thấy ai đâu mà tìm. Về mày ơi. Đi. Đường đẹp coi. Ai ngủ vậy? Có khi chị Bú Xuân gọi nè. Chào sao? Trời ơi. Chạy mày, 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 chạy. Dạ dạ anh yên tâm đi. Coi như là em không thấy không nghe không nói gì hết trơn á. Với lại là nhà em giàu lắm, mẹ em nhiều tiền lắm. Anh muốn bao nhiêu á em nói với mẹ em đưa cho anh nha. Anh đừng có dưới em mà em có một á, tội em lắm. Nhưng lỡ tụi bay khai tụi tao ở tù một công hả? Dạ không, em hứa mà. Em không có nói đâu. Em xin anh đâu ta cho em đi. Đừng có dưới em á. Ai tin được tụi bay? Ai tụi bay về dưới được như vậy? Ai xin anh á. Chạy đi. Dì tụi nó. Đứng lại. Đứng lại. Hãy đứng kia. Đứng lại. Trời ơi, đụng vậy quá. Đứng lại. Đau chân quá à. Nó đang kia kìa. Như vậy. Nhanh lên. Cổng con nè. Dạ. Đứng lại. Trời ơi, sao đẩn như vậy. Chạy vô mày. Chạy vô mày. Chạy vô mày. Chạy vô mày. Có sao không? Sao anh đỡ cho tôi vậy anh Long? Coi coi có bị gì không? Anh Long ơi, anh tỉnh lại đi.